chào mọi người đã quay trở lại kênh Dạy Vẽ Cho Bé Yêu của mình. Hôm nay thì mình sẽ tô màu con gấu trúc panda màu vàng. Thì mọi người hãy theo dõi mình nhé. Đây, trước tiên là mình sẽ mình sẽ tô màu vàng cho thân của gấu trúc này. Đây, mình sẽ tô màu vàng cho gấu trúc. Rồi, tô xong rồi thì mình sẽ tô màu hồng. Màu hồng tô cánh tay và chân. Thành tay và bàn chân xong rồi mình sẽ tô màu đen cho tay và mắt.
Rồi xong. Các bạn vừa rồi thì mình đã hướng dẫn tô màu một chú con trúc màu vàng và màu đen rất là đẹp. Nếu các bạn thích thì hãy like, share và theo dõi mình nhé. Xem thêm nhiều video nữa nhé.